ra mẹ biểu đi Ruby, đi ra mẹ biểu cho cá ăn, cho cá ăn. Làm gì trong chuồng mà nãy giờ mà kêu ông Bi ra biểu coi hoài à? Hả? Hả? Cho cá ăn, cho cá ăn. Cho cá ăn, cho cá ăn. Cho mày biểu. Cho mày biểu nè Ruby ơi, mày biểu. Bi. Nè nè, kêu nó ra biểu rồi nó ra nó nhai đầu nha, có thân có chút xíu à mà dám kêu Bi ra biểu. Sao? Mẹ biểu ơi. Bi mẹ biểu ơi. Con tép nó la kìa, nó phân bì kìa. Nó không chờ nó. Nó không chờ. Nó không cho nịnh con Bi kìa. Nghe con Bi kìa. Nghe con Bi, Ruby ra mẹ biểu. Ra mẹ biểu đi Ruby. Đi ra mẹ biểu. Đi lại mẹ biểu đi Ruby. Lại mẹ biểu. Ruby, mẹ mẹ biểu. Con két này nói chuyện mà con Bi nó không nói kìa. Ý nó không chạy ra kìa. Lại mẹ biểu Bi ơi. Ruby lại mẹ biểu. Lại mẹ biểu nè. Lại mẹ biểu, con cát nó kêu tiếp mẹ mà con cũng không ra hả, con lì cỡ nào đi hả, hả cúi đầu xuống kìa, con cát nó phạt kìa, cúi đầu xuống nhắm mắt lại luôn kìa. Tại con Bi nó không ra, bắt cúi đầu xuống, cúi đầu xuống nhắm mắt lại luôn, cúi đầu xuống nhắm mắt lại luôn. Thôi đi vô chuồng đi, đi vô chuồng thôi, kêu nó đi vô chuồng. Rồi, cái uống nè, nè 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 cái Bi ơi, uống cà phê sữa nè con. Trời ơi. Mẹ ơi, anh ở không quá, sáng cho ăn xong cho cà phê sữa nè hả? Rồi, Bi uống hết rồi hả? Rồi nè, cái này nè nè, két nè. Uống két nè con. Nè nè, két nha. Trời ơi, anh rảnh quá anh ơi. Sáng cà phê xong, ý là sáng ăn sáng rồi đó, cà phê sữa. Giờ sáng hủ tiếu rồi. Sáng là hủ tiếu mực Bi ăn rồi. Rồi giờ tới cà phê sữa. Két. Két là sáng hả anh Dương? Nó đòi nữa kìa anh ơi. Két ơi. Nè, két. Ừ, đổ rồi. Nè. Két uống kìa, hời hơi. Két uống cà phê sữa, rồi Bi cũng uống cà phê sữa nữa. Con Bi nó uống lẹ, còn cát nó chiếm trệ. Ui.
nhẹ nhẹ em nghe Ruby. Ờ nhẹ nhẹ vậy đó, nghe không? Kêu nó con.